Đồ Quốc Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là buổi chiều ngày 24 tháng 5 năm 2022. Và theo yêu cầu của một quý khách hàng quen, anh ở cuối tỉnh Ninh Bình, thì cách đây một vài tháng là anh có lấy một chiếc đồng hồ gỗ gụ, máy nguyên bản gốc cổ của Germany, Made in Germany của Đức. Thì bây giờ anh lại đang muốn lấy tiếp một cái nữa cho lấy hộ một người bạn. Thế thì bây giờ là và theo cái đề xuất của chúng tôi thì là lúc trước anh lấy cái là trần mộc và các cái mặt và các cái quả lắc này nó bằng là bằng đồng, nhưng mà đây thì cũng vẫn bằng đồng nhưng mà đã mạ vàng luôn, vàng đây là vàng vàng tây đấy, vàng gọi là vàng 18 carat đấy, đấy. À và quên, vàng 18K tức là độ vàng tây đấy, độ 6-7 tuổi gì đấy đấy, chứ không phải là vàng ý đâu, vàng thật luôn. Thì cái này quý vị thấy là nó đẹp long lanh luôn, và bên ngoài là đánh xi, cho nên về mặt hình thức là vẫn y chang cái lúc trước là chúng tôi hay giao mộc. Cái chúng tôi giao mộc là 65 triệu, còn cái này là thêm tiền mạ vàng và tiền đánh xi thì nó thêm 10 triệu nữa là thành 75 triệu. Chúng tôi bán cái giá này độ khoảng 5 hay 6 năm nay là vẫn ổn định, không thay đổi tí nào đấy, bán cho ai cũng vậy luôn. Và cái giá này là chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì tôi cũng báo cáo lại cái kích thước đến quý vị một tí, là cây này là chiều rộng nó là 97 cm, chiều sâu 50 và chiều cao là 270. Đây là đang quay tại tầng 2 phía sau của khu C Đồ Gỗ Đức Hiền. Cái nhà này chúng tôi làm lệch tầng, cái phía sau nó cao khoảng 3 m, cho nên đây 2,7 m nó lên gần tới trần đây này đấy. Và phía trước thì nó cao bên dưới là 4 m, bên trên là 3,6 m, cho nên là nó cao hơn hẳn đi. Đấy, đấy phía trước đây, còn phía sau đây quý vị nhìn thấy nó thấp thấp như kiểu nhà chung cư ấy. Nó chỉ cao độ 3 m thôi. Nhà chung cư thì thường là còn người ta làm trần xong nó còn độ 2,8 m, 2,9 m gì đấy. Thế cái này cũng thế đây. Bây giờ là tôi đi ấn thử chuông để quý vị nghe nhá. Chỗ tay chỗ bên này nó có một cái nút thử chuông. Đấy. Lúc này đây là nhìn theo đồng hồ tôi đã chỉnh chuẩn là lúc này đang là 17 giờ 9 phút, tức là 5 giờ 9 phút vào buổi chiều ngày 24 tháng 5 năm 2022. Để tôi sẽ kiểm tra trong vòng vài ngày xem nó thật là chuẩn, bởi vì khách hàng có dặn là cái đồng hồ cơ nó không chính xác một cách tuyệt đối như đồng hồ điện tử, cho nên là chúng ta sẽ kiểm tra lại chỉnh trang trước khi đến nhà khách hàng. Thưa quý vị, đây cái cách chỉnh nó rất là dễ thôi. Cái quả lắc này có hai phần, đến cái chỗ mà tôi đang ngăn nghe ngón tay đây nó là một phần ở bên dưới này, còn bên trên là phần trên, và giữa hai phần nhau thì nó ở phía sau nó có một cái con ốc rất là dài đây này, nó thò cái xuống ẩn phía đấy, thò xuống dưới cùng, và cái con ốc này càng vặn lên thì nó càng thu lên thì nó càng chạy nhanh, mà hạ xuống thì nó chạy chậm đấy. Sinh ra cái con lắc này là để điều khiển, để điều chỉnh cái việc nhanh chậm của cái đồng hồ đấy. Thế còn ba cái quả này thì một quả giữa là để đồng hồ nó chạy, còn hai bên này là chuông và nhạc đấy, rất là rõ ràng luôn. Và chúng tôi cam kết là đồng hồ là nguyên bản máy của Đức. Thỉnh thoảng có lần chúng tôi lúc lắp, trước khi lắp tôi còn quay cả mặt sau đó, thì thường thường nó sản xuất từ những năm 1970 mấy, có cái 1974, có cái 1978 đấy chúng tôi, và cái nó chỉ khắc cái số 74, 78 đằng sau thôi, nó không có chữ 19. Đây, máy nguyên bản nhập từ Đức về, còn các cái vỏ, các cái phụ kiện khác là bên Việt Nam mình làm.
Ngoài ra tôi giới thiệu luôn là bên cạnh đây là có cái chiếc tủ chùa bầu này. Chiếc tủ chùa bầu này ngang là 1,5 m, cũng phong cách giả cổ và cũng bằng gỗ gụ, ngang 1,5 m về chiều cao, nó chừng đến cái chỗ đỉnh cao nhất là độ 2,3 m. Cái tủ chùa bầu này giá tại xưởng đây là 38 triệu, và giá này là không là để trần bộc nhé, không đánh. Đấy, ngày trước cái đồng hồ của tôi cũng bán cái loại trần mộc nó như thế này. Đấy, bác ở Ninh Bình lấy mấy cái luôn, ở chỗ các bác khu vực gián khẩu Ninh Bình là lấy chúng tôi đến 3-4 cái. Ngoài ra trong cửa hàng đây, tầng tôi đang tiện bật điện để lướt qua thì quý vị nhìn thấy luôn, ở ba khu ABC đồ gỗ Đức Hiền là có đến hàng ngàn sản phẩm luôn. Ví dụ những bộ gỗ ta Quảng Bình Trọn Vân này, rồi gỗ chắc Nam Phi này, gỗ mun này, vân vân, các loại rất nhiều luôn. Lướt sơ bộ như vậy, xin quý vị liên lạc Đức Hiền theo số Zalo là 0967666111.